Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự trực tiếp 8 giờ thứ hai ngày 13 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình công tác về về kiểm tra tiến độ, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng hành lang tuyến và thi công dự án đường dây 500 kV mạch 3. Hôm nay 13 tháng 5, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hương sẽ đi kiểm tra tại thị xã Nghi Sơn và huyện Như Thanh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đi kiểm tra tại các huyện Nga Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Mai Xuân Liêm đi kiểm tra tại các huyện Nông Cống, Triệu Sơn, Đông Sơn, Thiệu Hóa. Ngày hôm nay, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Thi cũng sẽ đi kiểm tra tiến độ thực hiện giải quyết khó khăn vướng mắc một số dự án tại thị xã Nghi Sơn cũng trong ngày hôm nay, Công đoàn ngành y tế tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức các hoạt động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024. Hội truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống. Thông tin chi tiết về các sự kiện này chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong các bản tin thời sự sau. Chỉ tính từ năm 2023 đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hơn 20 hoạt động xúc tiến thương mại trong nước trong tỉnh, tiêu biểu như tổ chức hai hội nghị kết nối cung cầu và trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa bốn Hội trợ thương mại, 3. Phiên trợ kết nối cung cầu về nông thôn, đưa nhiều đơn vị doanh nghiệp đi khảo sát thị trường, tham gia các chương trình hội trợ triển lãm giới thiệu sản phẩm tại các tỉnh, đồng thời phê duyệt chương trình đối ngoại xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch năm 2024, lựa chọn tham gia từ 5 đến 7 sự kiện kết nối giao thương hàng hóa trong nước, đồng thời tổ chức hội trợ thương mại và du lịch miền Tây Thanh Hóa 2024 và các phiên trợ hội trợ trong tỉnh. Đây sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp đơn vị sản xuất kinh doanh, quảng bá giao thương, định vị thương hiệu trên thị trường. Tính đến tháng 5 năm 1924, tổng dư nợ cho vay của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt 196.316 tỷ đồng, tăng 1% so với đầu năm. Bám sát chỉ đạo của chính phủ, ngành ngân hàng, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục ưu tiên nguồn vốn tín dụng để thực hiện các chương trình, dự án theo quy hoạch của tỉnh các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, cho vay nông nghiệp, nông thôn, xuất nhập khẩu hàng hóa. Bên cạnh đó, ngành ngân hàng cũng đang thực hiện nhiều giải pháp giãn gia hạn, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, giúp khách hàng phục hồi và phát triển kinh tế. Toàn tỉnh hiện có hơn 6.000 tàu cá khai thác thủy sản, 2.748 tàu chiếm 100% tàu cá có chiều dài thân tàu từ 6 mét trở lên, đã thực hiện đăng ký và cập nhật thông tin lên hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia. Số tàu cá thuộc diện phải đăng kiểm, chiều dài thân tàu từ 12m trở lên còn hạn đăng kiểm là 1.472 trên 1.811 tàu, chiếm 81,3%. 100% tàu cá có chiều dài thân tàu trên 15m đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, trong đó có 1.049 trên 1 tàu được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chiếm 98,8%. Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản về việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y dược tư nhân và hoạt động của các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ spa trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan và Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thanh tra kiểm tra hậu kiểm đối với các cơ sở hành nghề y dược tư nhân, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền, công bố công khai trên các phương tiện thông tin đẩy chúng đối với các cơ sở vi phạm theo quy định tiếp tục tổ chức tuyên truyền phổ biến các quy định về hành nghề y dược cho các tổ chức cá nhân hành nghề trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2024, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu vận động trên 60.000 người tham gia hiến máu tình nguyện, phấn đấu tổ chức tiếp nhận máu đạt trên 50.000 đơn vị máu. Vì vậy, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hóa đề nghị các địa phương, cơ quan đơn vị doanh nghiệp, các trường đại học cao đẳng trung cấp tích cực chỉ đạo và vận động người tình nguyện tham gia hiến máu những trường hợp tình nguyện viên chưa tham gia hiến máu theo kế hoạch do các địa phương cơ quan đơn vị doanh nghiệp tổ chức có thể thực hiện hiến máu tại điểm hiến máu cố định của Trung tâm Huyết học và Truyền máu thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tiếp nhận máu 24 trên 24 giờ các ngày trong tuần. Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện chỉ có 3 địa phương được chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa cho phép hoạt động thí điểm xe điện 4 bánh là thành phố Sầm Sơn, huyện Hoàng Hóa và huyện Cẩm Thủy với tổng số 596 phương tiện của 11 doanh nghiệp. Nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động xe điện bốn bánh trên địa bàn, các ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động thí điểm xe điện bốn bánh tại các địa phương, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định đối với trường hợp vi phạm cấm lưu thông xe điện bốn bánh trên các tuyến đường địa bàn các huyện, thị xã thành phố chưa được phép hoạt động thí điểm. Tiếp theo là phần tin trong nước. Xuất khẩu rau quả 4 tháng đầu năm nay vượt 1,8 tỷ USD, theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, đóng góp lớn vào kim ngạch rau quả vẫn là mặt hàng sầu riêng. Năm 2024, diện tích trồng sầu riêng của cả nước tăng lên khoảng 150.000 ha, sản lượng dự kiến sẽ đạt 1,5 triệu tấn. Với lợi thế sầu riêng có quanh năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết đang đàm phán với Trung Quốc để đưa sầu riêng đông lạnh nhập khẩu chính ngạch vào thị trường này nhằm đa dạng sản phẩm nâng kim ngạch xuất khẩu cho trái cây tỷ đô. 15 tấn củ sen cấp đông của Đồng Tháp mới đây đã xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Dự kiến trong năm nay, một doanh nghiệp tại Đồng Tháp sẽ xuất khẩu thêm cho đối tác Nhật Bản khoảng 8 container củ sen, giá trị đơn hàng gần 7 tỷ đồng. Nguồn nguyên liệu được thu mua chủ yếu từ Đồng Tháp và các địa phương khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Sự kiện xuất khẩu sen vừa qua là một dấu mốc của ngành làng sen Đồng Tháp khi ngoài sản phẩm truyền thống là sen lấy cũ, nay đã xuất khẩu thêm củ sen. Đây cũng là một bước tiến lớn khi chinh phục được một thị trường khó tính và mở ra cơ hội cho bà con trồng sen. Nhờ sức mua tăng cao, doanh nghiệp chủ động tìm kiếm đơn hàng nên hiện nay nhiều doanh nghiệp ngành dệt may của Việt Nam đã đủ đơn hàng sản xuất đến hết tháng 9 năm 2024. Giới chuyên gia nhận định, ngành dệt may Việt Nam có sự khởi sắc là do hầu hết các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu đang kiểm chế được lạm phát, khiến sức mua tăng lên. Các kho hàng tồn dư của những nhãn hàng đã giảm đi. Một số doanh nghiệp dệt may hiện đã thông qua Vitas để tìm những công ty nhỏ hơn thuê gia công lại đơn hàng. Tuy nhiên, những đòi hỏi khắt khe từ nguồn gốc nguyên phụ liệu đã bứng chứng chỉ xanh đối với nhà máy sản phẩm có sử dụng sợi tái chế để đảm bảo chuẩn về kinh tế tuần hoàn cũng là thách thức cho doanh nghiệp. Hiện nhiều địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long đã bước vào thu hoạch lúa hè thu, song diện tích thu hoạch vẫn ở mức nhỏ, nguồn cung chưa nhiều. Về xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo 5% tấm được chào bán ở mức 587 đô la Mỹ một tấn, tăng so với mức từ 577 đến 580 đô la Mỹ một tấn của một tuần trước. Một thương nhân ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, giá tăng do so nguồn cung trong nước hạn chế khi vụ thu hoạch chính tại đồng bằng sông Cửu Long đã kết thúc. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch yếu do chi phí vận chuyển cao và giá xuất khẩu cao. Bộ Giao thông Vận tải vừa có báo cáo chính phủ về tiến độ triển khai đầu tư trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam phía Đông từ Lạng Sơn đến Cà Mau với tổng số 36 trạm. Việc đầu tư trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam đang được Bộ Giao thông Vận tải tích cực triển khai, đảm bảo hoàn thành trong năm nay, cung cấp đầy đủ dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người sử dụng. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hơn 7.000 giáo viên nghỉ việc, chuyển việc tính từ tháng 8 năm 2023 đến tháng 4 năm 2024. Trong đó, số giáo viên bỏ nghề ở bậc mầm non chiếm tỷ lệ cao và giảm dần ở các cấp học. Bộ Giáo dục Đào tạo lý giải rằng, nguyên nhân khiến giáo viên nghỉ ngành là vì áp lực công việc lớn, thu nhập thấp, đặc biệt đối với giáo viên trẻ. Mức lương của giáo viên vẫn còn thấp so với mặt bằng chung của ngành nghề. Cụ thể, trong 5 năm, năm đầu, lương nhà giáo chỉ đạt 5 triệu đồng một tháng, Mức lương hiện tại chưa thể tạo động lực trong bối cảnh áp lực ngày càng gia tăng đối với nghề giáo. Hiện nay, Việt Nam là nước ASEAN duy nhất thực hiện ghép tạng trên 1.000 ca một năm, trong đó tạng từ người hiến chết não chiếm 6%, tạng hiến từ người sống 94%. Theo các bác sĩ, khó khăn lớn nhất hiện nay của ngành ghép tạng Việt Nam không phải là vấn đề kỹ thuật, mà là do thiếu nguồn mô tạng để có thể thực hiện được cấy ghép. Tính tới thời điểm hiện tại, cả nước có 6 trên 26 bệnh viện ghép tạng đã thực hiện chẩn đoán chết não về hiến tặng mô tạng. Điều này là một trong những lý do khiến tỷ lệ chết não hiến mô tạng tại Việt Nam rất thấp và không tăng trong hơn 10 năm qua. Vì vậy, triển khai chẩn đoán và hồi sức chết não tại các bệnh viện hiến, bệnh viện chưa ghép tạng theo mô hình các nước phát triển là định hướng của Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia. Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an tỉnh Phú Yên về thành tích đấu tranh chuyên án, triệt phá đường dây thu thập, sử dụng thông tin cá nhân để mở và bán tài khoản ngân hàng trái phép cho các đối tượng hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc rửa tiền. Với số lượng rất lớn nhằm thu lợi trái phép, bắt giữ, khởi tố 5 đối tượng, thu giữ 15 máy tính, 83 điện thoại di động, 4.671 thẻ SIM điện thoại, cùng nhiều vật chứng khác. Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao và sự sắc bén về nghiệp vụ của các đơn vị trong thời gian qua. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13 tháng 5 ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 90mm. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 100 mm. Tại khu vực Nam Bộ, ngày 13-14 tháng 5 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Thông tin vừa rồi cũng đã kết lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.